Xin chào, tôi Hồng Lê Sơn là MDRT. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng là một câu hỏi mà tất cả chúng ta, những ai đang làm trong ngành bảo hiểm nhân thọ đều rất quan tâm. Thưa các anh chị và các bạn thân mến, làm sao để một khách hàng chưa hiểu gì về bảo hiểm nhân thọ, chưa biết gì về bảo hiểm nhân thọ cũng có thể trở thành khách hàng của chúng ta? Đó là một vấn đề mà mọi chúng ta đều rất trăn trở. Và tôi tin chắc rằng những ai đang xem video clip này, tất cả các anh chị và các bạn đều có những cách làm rất hay, rất tốt cho mình để tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Khách hàng tiềm năng có thể hiểu nôm na đó là tất cả những mối quan hệ xung quanh chúng ta. Đó có thể là một người thân, rất dễ để mở lời. Cũng có thể là một người bạn mới quen hôm qua thôi, chưa tiện nhiều để chia sẻ. Hãy nhớ rằng 90% dân số người Việt chưa có bảo hiểm nhân thọ. Và quy tắc đầu tiên, tiêu tiền ở đâu, bán hàng ở đó. Ví như là tôi mua một chiếc điện thoại di động, thì anh chủ cửa hàng điện thoại di động cũng có thể là một khách hàng tiềm năng. Hãy nhớ trong đầu rằng tất cả chúng ta ai cũng cần được bảo vệ và ai cũng có thể trở thành khách hàng của chúng ta cả. Xuân tin chắc rằng tất cả các anh chị và các bạn đang sử dụng rất thành thạo Facebook, Zalo và tất cả các phương tiện social media. Tất cả các anh chị và các bạn thường xuyên post những bài về bảo hiểm nhân thọ để thu hút sự chú ý của rất nhiều bạn bè. Thì đấy, họ là khách hàng tiềm năng đấy ạ. Hãy dành nhiều thời gian hơn cho những bạn bè trong friend list để tất cả mọi người hiểu rõ hơn về bảo hiểm nhân thọ. Hành động gieo này của các bạn sẽ chắc chắn gặt được những quả ngọt sau này. Rõ ràng, khách hàng tiềm năng không phải chúng ta ngồi yên và họ tự tìm đến đâu nhé. Các bạn hãy chủ động lên. Ngày nay, tất cả các công ty bảo hiểm nhân thọ luôn là người bạn đồng hành với khách hàng. Họ tổ chức nhiều event, nhiều workshop để làm sao có thể gắn kết khách hàng và công ty một cách tốt nhất. Họ làm sao để khách hàng thương yêu công ty nhất, họ làm sao để khách hàng tin tưởng vào công ty nhất để từ đó khách hàng có thể giới thiệu nhiều nguồn khách hàng khác. Hoạt động ngoài trời cũng là một trong những hoạt động rất quan trọng để tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Ví dụ như chúng ta đặt một cái booth tại một khu trung tâm thương mại hoặc một khu dân cư nào đó để khảo sát về những vấn đề về sức khỏe, về tài chính, thì những con người xung quanh đó, những ai quan tâm sẽ trở thành khách hàng tiềm năng của chúng ta đấy. Chăm sóc khách hàng trở thành một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu của nghề chúng ta. Khách hàng ngày nay tinh tế lắm. Xin hãy dùng cả sự chân thành của mình dành cho khách hàng để khách hàng cảm nhận được rằng họ đã chọn đúng người để trao gửi niềm tin. Nếu khách hàng hài lòng rồi thì chắc chắn họ sẵn sàng giới thiệu những mối quan hệ xung quanh cho bạn đấy. Và khách hàng tiềm năng của chúng ta đã đó. Thưa tất cả các anh chị và các bạn thân mến, xin hãy tìm kiếm khách hàng tiềm năng bằng cả sự kiên định, chăm chỉ và lòng chân thành. Xin hãy đầy ắp lòng tin và tính nhân văn vào nghề mà chúng ta đang theo đuổi. Xuân tin chắc rằng với 90% dân số người Việt đang ngoài kia chưa có bảo hiểm nhân thọ thì việc trở thành MDRT là trong tầm tay của tất cả chúng ta.